Thưa quý vị, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thái Lan, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Trí Cường làm trưởng đoàn có các buổi làm việc tại Khon Kaen, Udon Thani, Bangkok và Phuket. Theo đó, tại các địa phương đi thăm và làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chi Cường mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác và triển khai hiệu quả chương trình mà Đà Nẵng và các địa phương đã ký kết đề nghị tỉnh Khon Kaen và tỉnh Phuket nghiên cứu sớm xúc tiến mở đường bay trực tiếp với Đà Nẵng để tạo điều kiện phát triển về đầu tư du lịch giữa hai địa phương và các địa phương lân cận trong khu vực được thuận lợi. Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng cũng đã làm việc với hiệp hội du thuyền bangkok và phòng thương mại Thái Lan, đề nghị tăng cường công tác phối hợp giới thiệu các hiệp hội tham gia trong việc xúc tiến mở đường bay, tăng cường giao thương để phục vụ người dân hai nước. dịp này, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Chí Cường và đoàn công tác có buổi gặp gỡ giao lưu với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen và bà con kiều bào tại tỉnh Khon Kaen, làm việc với Hiệp hội Doanh nhân Thái Việt Toàn Thái Lan tại tỉnh Udon Thani.